bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Nghe quyển sách nguồn cội tác giả Dan Brown người dịch Nguyễn Xuân Hồng nhà phát hành Bách Việt giọng đọc Phúng Cường. Lời giới thiệu Dan Brown sinh ngày 22 tháng 6 năm 1964 tại Exeter, New Hampshire. Ông tốt nghiệp trường cao đẳng Amherst với hai tấm bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Năm 1996, Brown bắt đầu chuyên tâm vào nghề viết văn và cho ra đời cuốn tiểu thuyết đầu tay. Phó đại số Digital Fortress vào năm 1998. Sau đó, năm 2000 và 2001, ông tiếp tục xuất bản hai tác phẩm khác là Thiên thần và Ác quỷ, Angel and Demons, và Điểm dối lửa, Deception Point, Deception Point. Tuy nhiên, cuốn sách thứ tư, Mật mã Da Vinci, giờ Da Vinci Code, trình làng năm 2003 mới đưa tên tuổi của Brown lên tầm thế giới. Với tác phẩm khiến dư luận khắp nơi được một fan xôn xao trước các tình tiết bất ngờ và đầy nhạy cảm Dan Brown đã chinh phục được cả những độc giả khó tính nhất. Bằng trí tưởng tượng siêu phàm kết hợp với vốn kiến thức sâu rộng về lịch sử, địa lý, tôn giáo. Ông đã sâu chuỗi hàng chục truyền thuyết, sự kiện lẫn biểu tượng trong lịch sử nhân loại. Đủ sức làm bộ óc thông minh nhất cũng phải nghiêng mình nề phục. Mật mã De Vinci được đánh giá là một trong những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất mọi thời đại, với hơn 80 triệu bản in được bán trên toàn cầu. Thành công của các cuốn sách trước đó dường như không hề làm tăng thêm áp lực cho Dan Brown. Khi ông có cuộc tái xuất ngoạn mục với biểu tượng thất truyền The Lost Symbol. Cuốn sách khẳng định sức nóng của cái tên Dan Brown với các độc giả khi chỉ trong vòn vẹn 3 tháng cuối năm 2009 đã vươn lên chiếm danh hiệu tiểu thuyết ăn khách nhất năm. Năm 2013, Dan Brown ra mắt sơ phẩm ăn khách hỏa ngục Inferno, một tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật, lịch sử và văn học kinh điển Italia. Các cuốn sách bán chạy nhất nhì làng văn học hiện đại kể trên đã giúp nhà văn người Mỹ này trở thành hiện tượng trong làng tiểu thuyết trinh thám lịch sử. Nhà văn Nelson DeMille từng nhận xét vòng như sau. Có một điều không thể chối cãi. Dan Brown là cây bút giỏi nhất, thông minh nhất và hoàn hảo nhất trên toàn nước Mỹ. Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những mật mã đặc biệt và hóa giải nó một cách tài tình mà bằng tài nghệ thuật điều luyện xây dựng cốt truyện hấp dẫn lôi cuốn cùng cách miêu tả tâm lý nhân vật sắc sảo dan brown đã thực sự dẫn dắt người đọc vào một thế giới đầy những thủ đoạn tàn độc lý giải siêu việt hết sức kịch tính và bí ẩn ông đồng mệnh danh là ông vua của những mật mã vĩ đại nhất năm 2005, ông được tạp chí Time bình chọn là một trong một trăm nhân vật có ảnh hưởng nhất trong năm tạp chí forbes đã xếp hạng dan brown thứ 12 trong danh sách 100 người nổi tiếng năm 2005 và ước tính thu nhập hàng năm của ông vào khoảng 76,5 triệu USD. Bách Việt Books Hết phần lời giới thiệu Để tưởng nhớ mẹ tôi Chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ cuộc sống chúng ta đã lên kế hoạch để có cuộc sống đang chờ đợi chúng ta. Joseph Campbell Thực tế, tất cả nghệ thuật, kiến trúc, địa điểm, khoa học và tổ chức tôn giáo trong cuốn tiểu thuyết này đều là thật. Dạo đầu Khi đoàn tàu hòa bánh xe răng cổ xưa bò dần lên đoạn sốc cao chóng mặt, Edmund Kirsch ngắm nghĩa phần đỉnh núi lợm trờm phía trên đầu. Cách một quãng, tòa tu viện bằng đá đồ sộ được xây đối diện với vách núi dựng đứng dường như treo lơ lửng trong không trung, như thể được gắn nối một cách kỳ diệu vào phần vách núi thẳng đứng. Tòa tu viện không nhóm màu thời gian này ở Catalonia, Tây Ban Nha này đã phải chịu sức kéo liên tục của trọng trường suốt hơn 4 thế kỷ, nhưng chưa bao giờ chạy khỏi mục đích ban đầu của nó. Bảo vệ những cư dân của mình tách bề khỏi thế giới hiện đại. Mỉa mai thay, giờ họ sẽ là những người đầu tiên biết sự thật. Kurt nghĩ thầm tự hỏi không biết họ sẽ phản ứng ra sao. Xét về lịch sử, những kẻ nguy hiểm nhất trên trái đất lại là những người của Chúa. Đặc biệt khi các vị thần của họ bị đe dọa. Và mình lại sắp phóng một ngọn lao rực lửa vào tổ ong bắp cày. Khi đoàn tàu lên đến đỉnh núi, Kersh nhìn thấy một bóng người lẻ loi đang đứng đợi anh trên sân ga. Một người đàn ông với khung xương khổ đét, quấn trong lớp áo trùng màu tía truyền thống và chiếc áo lễ trắng tiêu hoa văn của công giáo, cùng với chiếc mũ sọ trên đầu. Kurt nhận ngay ra những nét sưng sầu của vị chủ nhà qua những tấm ảnh và cảm thấy lượng Andre Nalai bất ngờ chẳng lên. Chủ thích Nguyên văn Jacchetto là loại mũ bán hình cầu, gồm tám mảnh tam giác bằng lụa tơ tằm hoặc vài polyester gấp lại, dành cho các giáo sĩ trong giáo hội công giáo La Mã, anh giáo và một số giáo hội chính thống ở Đông Phương. Tất cả những ai có chức thánh trong giáo hội công giáo La Mã đều được quyền đội mũ sọ màu đen, nhưng bắt buộc phải đi kèm với áo trùng thâm hoặc áo lễ. Giám mục có thể đội mũ sọ màu tím, hồng y đội màu đỏ và màu trắng chỉ dành riêng cho giáo hoàng. Một giáo sĩ đang đội mũ sọ sẽ phải cởi mũ này ra khi gặp một vị giáo sĩ ở chức cao hơn. Trong bản dịch này, trừ những chỗ được chỉ rõ, tất cả các chú thích đều của dịch giả. Hết phần chủ thích. Và đích thân ra đón mình. Giám mục Antonio Van Despino là một nhân vật ghê gớm ở Tây Ban Nha. Không chỉ là một người bạn và cố vấn đáng tin cậy của Đức Vua, mà ở đất nước này, Ngài còn là một trong những người ủng hộ có ảnh hưởng nhất và lớn tiếng nhất cho việc bảo tồn những giá trị công giáo bảo thủ cùng những chuẩn mực chính trị truyền thống. Ta chắc anh là Edmund Kirsch, có phải không? Vị giám mục mở lời khi Kirsch rời khỏi tàu. Vâng. Kirsch mỉm cười nói khi chia tay bắt bàn tay xương sầu của vị chủ nhà. Thưa giám mục Van Despino, tôi muốn cảm ơn đức cha đã thu xếp cuộc gặp gỡ này. Ta đánh giá cao đề nghị của anh. Giọng vị giám mục mạnh mẽ hơn Kirsch nghĩ, rõ ràng và lành lạnh như tiếng chuông ngân. Thường thì chúng ta đâu có được những người làm khoa học hỏi ý kiến, nhất là người xuất chúng nhanh. Mời đi lối này. Và Despino Pino hướng dẫn Kurs băng qua sân ga. Không khí lành lạnh của vùng núi quất vào lớp áo chung của vị giám mục. Ta phải thú thực rằng, trông anh khác hẳn ta hình dung. Van Despino nói, Ta cứ định ninh là một nhà khoa học, nhưng anh lại hoàn toàn. Ông ấy nhìn bộ vest Kyton K50 cùng với đôi giày Parker ra đà điều của vị khách với một thoáng coi thường. Dân chơi, ta tin từ ấy mới đúng nhỉ? Kurt mỉm cười hết sức nhã nhặn. Từ dân chơi lỗi thời cả mấy thập kỷ trước rồi còn đâu. Khi đọc danh sách thành tích của anh, vị giám mục nói, ta vẫn không tin hẳn đó là những gì anh làm. Tôi chuyên về lý thuyết trò chơi và làm mẫu máy tính. Vậy là anh làm ra các trò chơi trên máy tính cho trẻ con sao? Kurt đang cảm thấy vị giám mục đang vừa ngây ngô nhằm tỏ ra mình kỳ quặc. Kurt biết thừa, chính xác hơn thì Van der là một sinh viên công nghệ cực kỳ thạo tin và vẫn thường cảnh báo những người khác về các hiểm họa của công nghệ. Không, thưa cha, thực ra thì lý thuyết trò chơi là một lĩnh vực toán học chuyên nghiên cứu các mô thức để đưa ra những dự đoán về tương lai. À phải. Ta tin, ta đã đọc được rằng mấy năm trước, anh từng dự báo về một cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Âu thì phải. Khi chẳng ai chịu lắng nghe, anh đã tiếu nguy bằng việc phát minh ra một chương trình máy tính giúp EU thoát chết. Câu trích nổi tiếng quanh là gì nhỉ? Lúc 30 tuổi, tôi bằng tuổi Đức Kỳ Tô khi ngài hồi sinh. Kurt nhũn nhặn. Một sự loại suy nghĩ kém cỏi Thưa Đức Cha, tôi còn trẻ dại. Trẻ dại ư? Vị giám mục cười khủng khủng. Bao giờ anh bao nhiêu nhỉ? Có lẽ bốn mươi trắng. Vừa hay ạ. Vị tu sĩ già mỉm cười trong lúc cơn gió lạnh tiếp tục thổi áo trò công căng phòng. Cha, thánh nhân thường đãi kẻ khủ khờ, nhưng nay điều đó chuyển hết sang đám trẻ. Những kẻ chạy theo công nghệ chỉ căng mắt nhìn mấy cái màn hình video, chứ đâu có nhìn vào tâm hồn của chính mình. Tao phải thừa nhận rằng, ta chưa bao giờ hình dung mình lại có lý do gặp gỡ một người trẻ tuổi đang dân nỗ lực thế này. Người ta gọi anh là nhà tiên tri cơ đấy. Với cha thì không phải là gì ghê gớm, thưa đức cha. Kurt trả lời. Khi tôi đặt vấn đề liệu tôi có thể gặp riêng cha và các đồng đạo của cha tôi tính mình chỉ có 20% cơ hội được chấp thuận. Và đúng như ta vẫn nói với các đồng đạo, người mộ đạo luôn có thể được lợi nhờ lắng nghe những kẻ vô thần. Chính khi nghe giọng nói của quỷ dữ mà chúng ta có thể trân trọng tiếng nói của Chúa hơn. Vị tu sĩ già mỉm cười. Dĩ nhiên ta đùa thôi. từ lỗi cho cái khiếu hài hước giả nua của ta nhé. Thỉnh thoảng những bộ lọc của ta lại lừa ta. Nói xong, giám mục Van Despino làm hiệu về phía trước. Những người khác đang đợi đấy. Điều lối này nào? Kirsch nhìn đích đến của họ. Một tòa thành đồ sộ bằng đá xám tranh vênh bên dìa vách núi dựng đứng chạy hun hút hàng trăm mét xuống cả mảng chân đồi ung tùng cây cối. Chủ thích Nguyên tắc sử dụng các hệ đo lường Anh để tiện cho độc giả theo dõi. Người dịch đã quy đổi sang hệ đo lường tương ứng với Việt Nam. Hết phần chủ thích. Trong váng vì độ cao. Kurs rời ánh mắt khỏi phía vực sâu và dõi theo vị giám mục, men theo lối đi khớp khảnh bên vách núi, chuyển suy nghĩ của mình trở lại cuộc gặp sắp tới. Kurs đã đề nghị một cuộc tiếp kiến với ba vị thủ lĩnh tôn giáo nổi bật. Những người vừa tham dự một hội thảo ở đây. Nghị viện các tôn giáo trên thế giới. Từ năm 1893, cứ vài năm, hàng trăm thủ lĩnh tinh thần từ gần 30 tôn giáo trên thế giới lại tụ họp ở một địa điểm khác nhau và dành chọn một tuần tham gia các cuộc đối thoại giữa các tín điều. Những người tham gia bao gồm nhiều linh mục thiên chúa giáo có ảnh hưởng, các giáo trường do Thái và các giáo sĩ Hồi giáo từ khắp thế giới, cùng với các đạo sư Ấn Độ giáo, các vị tỷ khâu vật giáo, các tín đồ kỳ na giáo, đạo Sikh và các tôn giáo khác. Mục tiêu tự tuyên bố của các nghị viện này là vun đắp tình hòa hợp giữa các tôn giáo trên thế giới tạo dựng cầu nối giữa các giá trị tinh thần đa dạng và đề cao sự giao thoa của mọi tín điều. Một mục đích cao quý, Kurs nghĩ thầm, mặc dù xem đó là một việc làm chẳng ích gì. Một sự kiếm tìm vô nghĩa về những điểm tương ứng ngẫu nhiên trong cả mớ thập cầm những truyền thuyết, ngụ ngôn và điều hư cống cổ xưa. Khi giám mục Van Despino dẫn anh đi dọc con đường, Kurs đăm đăm nhìn xuống sườn núi với một ý nghĩ đầy mỉa mai. Mò xít, leo lên núi để nhận thánh ngôn. Còn ta leo lên núi để làm điều ngược lại. Động cơ để cất, leo lên ngọn núi này, anh đã tự nhủ là một nghĩa vụ đạo đức. Nhưng anh biết có cả tá tham vọng ngông cuồng tiếp nhiên liệu cho chuyến đi này. Anh rất hào hức cảm nhận cái tâm trạng hài lòng, ngồi đối diện các vị thủ sĩ và tiên báo về kết cục sắp tới của họ. Các vị đã xong lực của các vị trong việc định nghĩa chân lý của chúng tôi rồi. Ta đã xăm lý lịch của anh. Vị giám mục đồn ngột lên tiếng, mắt nít nhìn Kush. Ta thấy anh là sản phẩm của Đại học Harvard, thì phải. Vâng, bậc cử nhân ạ. À, ta hiểu. Gần đây, lần đầu tiên ta đọc về lịch sử Harvard, khối sinh viên đầu vào gồm những kẻ vô thần và bất khả chi còn đồng hơn cả những người nhận là tín đồ của bất kỳ tôn giáo nào. Đó còn là một con số thống kê bên nói, Cush ạ. À. Tôi biết nói gì với ngài đây? Cush rất muốn trả lời. Sinh viên của chúng tôi ngày càng thông minh. Gió quất mạnh hơn khi họ đến tòa sinh tự cổ kính bằng đá. Bên trong thứ ánh sáng lờ mờ của lối vào tòa nhà, không khí nặng mùi thơm đặc quánh của những nhũ hương đang cháy. Chủ thích Nguyên văn Frankincense Loại nhựa thơm được dùng làm nguyên liệu trong hương đốt và nước hoa. Chiết xuất từ các cây thuộc chi Boswellia. Nhũ hương là một trong ba vật phẩm được tặng cho Chúa Giêsu Hải Đồng. Hết phần chủ thích. Hai người luồn lách qua cả mê cung hành lang tối om và à mắt của Kurt đã tìm cách thích nghi khi anh bám theo vị chủ nhà khoác áo trùng. Cuối cùng, họ đến một cánh cửa gỗ nhỏ một cách khác thường. Vị giám mục gõ cửa, không người vào bước vào, ra hiệu cho vị khách đi theo. Ngập ngừng, Kurt bước qua ngưỡng cửa. Anh thấy mình ở trong một gian phòng hình chữ nhật với những bức tường cao được che kín bởi những bộ sách bọc da rất cổ. Lại thêm những kệ sách không có da đỡ nhô ra khỏi tường như những rẻ sương sườn, giải rác những lò sưởi bằng gang kêu lành canh hoặc xì xì tạo cho căn phòng cảm giác kỳ dị như thể nó là sinh vật sống curs ngước mắt nhìn phần lối đi có chấn song trang trí quay tròn đấy tầng hai và biết ngay mình đang ở đâu thư viện monster rest lừng danh anh nhận ra thấy giận mình vì đã được chấp nhận căn phòng bất khả xâm phạm này được đồn đại là nơi chứa những văn bản cực kỳ hiếm chỉ những tù sĩ dâng chọn đời mình cho chúa vào lánh mình ở đây trên ngọn núi này mới được tiếp cận anh được theo ý mình rồi nhé vị giám mục nói đây là không gian riêng tư nhất của bọn ta rất ít người ngoài từng vào được đây quả là một đặc ân to lớn xin cảm ơn cha kursh theo vị giám mục tới một chiếc bàn gỗ lớn nơi có hai người đàn ông lớn tuổi nữa đang ngồi đợi người ngồi bên trái trông như bị thời gian bào mòn với đôi mắt mệt mỏi và hàm dâu trắng rối bù. Ông ấy mặc một bộ vest đen nhỏ nhĩ, áo sơ mi trắng và đội mũ phân mềm. Đây là giáo trưởng Yahuda Koves. Vị giám mục nói, ông ấy là chết gia do thái có tiếng, từng viết rất nhiều về vũ trụ học huyền bí. Kurs nhoài người qua bàn và nhá nhặn bắt tay giáo trưởng Koves. Hân hạnh được gặp ngài. Kurs nói, tôi đã đọc sách của ngài về pháp thuật huyền bí. Tôi không dám nói mình hiểu, nhưng tôi đã đọc rồi. Cô Vết gật đầu hòa nhã, lấy khăn tay chấm nhẹ lên cặp mắt ướt nhẹn. Còn đây, vị giám mục nói tiếp, ra hiệu về phía người còn lại. Xin giới thiệu với anh, Ngài Alama đang kính, Sayed Alpha. Vị học giả Hồi giáo khả kính đứng lên và cười rất tươi. Ông ấy tấp lùn và to vẻ, với khuôn mặt vui vẻ dường như rất không hợp với đôi mắt đen nhìn như xoáy của mình. Ông ấy mặc một chiếc áo dài trắng rất khiêm nhường. Anh Kurt, tôi đã đọc những phỏng đoán của anh về tương lai của nhân loại. Tôi không dám nói tôi tán thành những điều ấy, nhưng tôi đã đọc rồi. Kurt mỉm cười lịch thiệp và bắt tay người đàn ông. Và vị khách của chúng ta, Edmund Kurt, vị giám mục kết luận, miệng nói với hai vị đạo hữu như các ngài biết, là một nhà khoa học máy tính, chuyên gia lý thuyết trò chơi, nhà sáng chế, và phần nào là một nhà tiên tri, rất được trọng vọng trong thế giới công nghệ. Dựa trên lai lịch của anh ấy, tôi rất bối rối trước đề nghị của anh ấy, xin được nói chuyện với bà chúng ta. Do đó, giờ tôi sẽ nhường cho anh Kursh được giải thích lý do anh đến đây. Nói xong, giám mục Van ngồi xuống giai vị đào hữu khoanh tay vào nhìn Kurt đầy trông đợi. Cả ba người đàn ông đối diện với anh như trong tòa án vậy. Tạo nên một bầu không khí có phần giống một phiên tòa xử dị giao hơn là một cuộc gặp gỡ thân thiện của các học giả. Giờ Kurt nhận ra vị giám mục thậm chí còn chưa lấy ghế cho anh. Kurt cảm thấy bối rối hơn là bị đe dọa khi anh chăm chú nhìn ba ông già trước mặt mình. Giờ đây là chúa ba ngôi mà mình đề nghị. Ba bậc trí giả, ngừng một lúc để khẳng định sức ảnh hưởng của mình. Kersh bước tới bên cửa sổ và nhìn ra khung cảnh đẹp mê hồn phía dưới. Một khoảnh đất đồng cỏ cổ xương ngập nắng, vắt ngang vùng thùng lũng sâu. Nhường chỗ cho những đỉnh núi lởm trờm của dãy núi Cos Rola. Xa hơn mấy dặm, đâu đó ngoài biển Balearic. Lúc này một khối mây rồng bão đầy hăm xỏa đang dồn tụ phía trên đường chân trời. Hợp quá đi, Kersh thầm nghĩ cảm nhận rõ tình trạng náo loạn anh sắp gây ra trong căn phòng này và cả thế giới ngoài kia nữa thưa các vị anh mở lời quay phát lại phía họ tôi tin giám mục van despino đã truyền tới các vị lời đề nghị giữ bí mật của tôi trước khi chúng ta tiếp tục tôi chỉ muốn nói rõ những gì tôi sắp chia sẻ với các quý vị phải được giữ kín hết mức nói đơn giản tôi đề nghị tất cả các vị thể giữ im lặng tất cả chúng ta đồng ý chứ cả ba người đàn ông gật đầu, ngầm tỏ ý ưng thuận. Điều Kirsch có lẽ đã biết thừa rồi. Họ sẽ muốn trôn giấu thông tin này, chứ không phải lan truyền nó. Tôi ở đây hôm nay. Kurt bắt đầu. Vì tôi đã có một phát hiện khoa học mà tôi tin các vị sẽ thấy dần mình. Đó là điều tôi đã theo đuổi nhiều năm, với hy vọng đem lại câu trả lời cho hai câu hỏi cơ bản nhất về nhận thức của là người chúng ta giờ tôi đã thành công. Tôi đến gặp riêng các vị, vì tôi tin thông tin này sẽ tác động đến niềm tin của cả thế giới một cách sâu sắc. Hoàn toàn có thể gây nên một sự thay đổi, mà chỉ có thể mô tả như chúng ta sẽ nói là đổ vỡ. Lúc này, tôi là người duy nhất trên trái đất có được thông tin tôi sắp tiết lộ với các vị. Kush thò tay vào trong túi áo vest của mình và móc ra một chiếc điện thoại thông minh ngoại cỡ thứ anh đã thiết kế và chế tạo để phục vụ cho những nhu cầu khác thường của riêng mình. Chiếc điện thoại có phần vỏ khảm màu sắc rất sặc sỡ. Anh mở bung nó ra như một cái tivi trước mắt ba người đàn ông vậy. Thoạt cái, anh dùng thiết bị đó kết nối với một máy chủ siêu an toàn. Nhập mật khẩu gồm 47 mẫu tự của mình và phát trực tiếp một buổi thuyết trình cho họ xem. Những gì các vị sắp xem, Kush nói là đoạn cắt thô, một tuyên bố mà tôi hy vọng chia sẻ với cả thế giới. Có lẽ, trong khoảng một tháng nữa, nhưng trước khi làm việc đó, tôi muốn tham vấn một vài nhà tư tưởng tôn giáo có ảnh hưởng nhất thế giới. Để hiểu cho thấu đáo xem, tin tức này sẽ được những người bị nó tác động nhiều nhất tiếp nhận như thế nào. Vì giám mục thờ dài rất to, nghe có vẻ chán ngán hơn là lo lắng. Phần nói đầu hấp dẫn đấy. Kush anh nói cứ như thế, điều gì đó anh sắp cho chúng tôi thấy sẽ lay chuyển nền tảng của các tôn giáo trên thế giới vậy. Kersh đưa mắt nhìn khắp thư viện cổ kính, chứa toàn những văn tự thiêng liêng. Nó sẽ không lay chuyển nền tảng của các vị đâu. Nó sẽ đập tan những thứ ấy cơ đấy. Kersh đánh giá mấy người trước mặt anh. Những gì họ không hề biết là trong thời gian chỉ ba ngày nữa, Kersh đã lên kế hoạch công bố thuyết trình này trong một sự kiện gây chấn động được sản dựng kỹ càng. Khi anh thực hiện việc đó, người dân trên khắp thế giới sẽ nhận ra rằng những giáo điều của mọi tôn giáo trên thực tế đều có chung một điểm. Chúng đều sai lầm một cách thê thảm. Hết phần dạo đầu. Voi FM ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ, chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ, điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.